trải nghiệm cái La Hoàng kỳ này thôi. Ở trên bị đánh Xeno nè, ở dưới thấy có hỏa chắc là bị đánh Ayaka. Thì có coi qua nãy mới nhận nguyên thạch là thấy nhiều nguyên thạch hơn nha anh em, 800 nguyên thạch đó thơm. Còn coi qua danh sách quái thì thấy cái La Hoàng này khó hơn đó em ơi, khó hơn La Hoàng kỳ trước, không dễ đâu. Nhìn lên ba giây hai quay, có nhiều quay quái quá mà toàn mấy con trâu đó chứ. Bởi vì tôi thấy nó khó hơn lần trước, còn phải phát thiên chứ. Ok, phút 53-52 giây gì đó, nó không dễ chứ nào nha. Quýnh vậy mà đúng quýnh vậy mà cũng mất thời gian ngát đi. Hai con sứ đồ quấn xong hai con này phải phát khiên nữa chứ, rồi đừng nghĩ ở ngạc yếu yếu chắc quấn mệt á. Ngạc bây cũng không phải là lục dạng yếu gì mà thấy thấy khó rồi. Gom đẹp quá, hai con đứng sát nhau luôn, còn cái mấy chục giây nữa rồi. Nó khi hơi lâu quá. Ok, hay quá, nó né chiêu hay quá. Ok, được rồi. À, tưởng không kịp chứ trời, team của Akbi không phải là yếu quá nha, mà quấn còn muốn không kịp nữa kìa. Vậy là khó đó. À, hoàn kỳ này khó đó anh em, không dễ rồi. Trời ơi, cái này chắc ăn hành mệt luôn. Lâu rồi không quýt không mang Kenku, Kenki này nha. Ok, 50 giây. Đánh nhanh chứ có nhiều thời gian quấn phòng dưới. Ok, còn giữ lại được con sứa nè. Để nổ chúng hai con rồi, tình hình chắc cũng phải bốn quay quá rồi, bốn quay thì
Ôi hay quá, ngay sói bé bật ra luôn. Nó chạy hồi chiêu nữa. Hai con sói vật đánh không cho nó nhúc nhích luôn á. Đánh không cho nó nhúc nhích luôn, nó tội thiệt chứ. Vì đánh Hayaka mà cũng mạnh mới được vậy á. Chứ mà dòng yếu yếu là hành chắc luôn. Ok, qua vòng số 2 nha. Vòng cuối nè. Vòng cuối cũng boss nè. Nhưng vòng cuối cũng khó nữa nè. Mình quấn trên này đó nha, bỏ một công phá trụ á. Đánh boss này thì mọi người nhớ là mình quay lưng với tường nha, quay lưng với tường để nó chui với tường. Lúc nào cái lưng mình cũng phải quay vô cái tường đó. Mỗi lần mà nó tàn hình xong là nó sẽ chui với tường. Mấy anh em thấy không, nó đứng sát cái tường dễ quýt à, con boss trên dễ với cái team này của Bi rồi. Còn 2 phút có gì ta hụt hình nữa. Trời ơi, câu giờ quái tầng này nó cũng không có nào mà nó mỏng được. Nãy vô sao mình gom không ra được, không vô được trời. À, tu đến hoa. Tu đến hoa hỏa để thêm hai con cá ngựa lôi vô chơi mình. Trời ơi nó trâu. Ủa mà mình quy hụt cái ta, trời sao trâu vậy? Mới có 3 con vậy. 3 con này nữa là 6 à. Vậy là còn 3 con sao nữa. Bốn mươi mấy giây cho con bà con quýt hết cuối. Đi mình không nên quýt tán mới đúng. Không sao mình vẫn không ăn được. Ok còn 2 chục giây, còn 2 con ốc. Được. Qua rồi. Ayaka vẫn quýt được. Ok, ok, easy. Nó easy thôi chứ khó nha anh em. Preview. Sino đang cầm thương Tây Phong nha, à, mặc giác đấu cung mệnh 1 thiên phú 10-10 tấn công K8 tinh thông 84 tỷ lệ 78 sức thương bạo 157 hiệu quả nạp 171 sức thương nguyên tố lôi 46%. Thánh di vật của Sino nè đó, nói chung là chỉ số này cũng ok nhé. Baizu đang mặc mid 2 thiên nham 2 dấu ấn, cầm mẫu kim phách tờ 5 cung mệnh 0 thiên phú 99 HP 49k hiệu quả nạp 237. À, đây là thánh di vật của Baizu, toàn là hiệu quả nạp với lại phần trăm HP thôi. À, Nahida đang mặc 4 kiếp cầm trấn nha anh em, cung mệnh 0 thiên phú 19, tinh thông 818 chưa tính cộng hưởng nguyên tố thảo á, tỷ lệ 47 sát thương bạo 106
Sếp Thư Minh Tú Thảo 61%. Chỉ số đồ của nó hơi bị ghê luôn á, nên là chỉ số nó mới cao được ghê. Furina đang mặc đoàn kịch cầm trấn cung mệnh 2, Thiên Phú 10 10, HP 36k, tỷ lệ 80, sát thương bạo 199, hiệu quả nạp 197. Để được cái chỉ số này thì phải farm đồ rất là cực nha anh em. Ayaka đang mặc 4 băng cầm trấn cung mệnh 0, Thiên Phú 19 10, tấn công 2k, tỷ lệ 40, sát thương bạo 206, hiệu quả nạp 104, sát thương nguyên tố băng 61%. Đánh nhân vật của Ayaka nè, chỉ số của Ayaka này cũng không có cao nhưng mà nó cân bằng, nó tốt. Kazuha đang mặc bóng hình màu xanh, ánh trăng sư phót, cung mệnh 0, Thiên Phú 9 10 10, tinh thông 903, tỷ lệ 54, sát thương bạo 92, hiệu quả nạp 146. Đánh nhân vật của Kazuha nói chung là đồ toàn là tỷ lệ với lại hiệu quả nạp với lại tinh thông thôi. Kukumi đang mặc 4 thiên nham cầm sách rồng, cung mệnh 2 Thiên Phú 16, HP 32k. Rồi, chỉ có vậy thôi. Con này thì không có gì đặc biệt. Diona mặc 4 tông thất nhé, cầm cung Tây Phong, cung mệnh 6, Thiên Phú 12 12, HP 32k, tỷ lệ 32, hiệu quả nạp 224 nhé nè. Thánh di vật của Diona nè. Đồ hiện tại đa số là tỷ lệ nạp HP. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka present.